Ngày 3 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm soát năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận, Viện Kiểm sát hai cấp của TP.HCM đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu quan trọng được giao. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu ngành kiểm sát TP.HCM đề ra những kế hoạch giải pháp tương xứng với tình hình, không để bị động bất ngờ. Trong đó chú ý đến những thách thức an ninh phi truyền thống, tội phạm hình sự lợi dụng tình hình phức tạp để gia tăng hoạt động, tranh chấp dân sự kinh tế hành chính có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Cùng với đó, ngành kiểm sát TP.HCM lưu ý đến công tác phối hợp, nhất là phối hợp với cơ quan điều tra để kiểm soát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc, vụ án mà dư luận quan tâm, nhất là các vụ việc vụ án mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của TP.HCM theo dõi chỉ đạo. Nói thêm về cán bộ ngành kiểm sát TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhắc lại, từng cán bộ phải định vị lại mình và kiểm sát mình trước khi đi kiểm sát người ta. Đồng thời cán bộ phải có tính tự giác, trách nhiệm rất cao, sự hy sinh thầm lặng và đủ bản lĩnh để vượt qua những thử thách vững vàng trước mọi tình huống. Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ tin tưởng, khi cán bộ ngành kiểm sát liêm chính tận tụy thì đảng tin, nhân dân ủng hộ. Đây là cơ sở để hoàn thành sứ mệnh cao cả. Chỉ đạo đối với ngành, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, ngành kiểm sát TP.HCM phải tập trung vào những lĩnh vực đặc thù của TP.HCM, trong đó không thể coi nhẹ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực khi quy mô kinh tế của TP.HCM lớn nhất cả nước. Chú ý quan tâm đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy. Cùng với đó, ngành kiểm sát TP.HCM tiếp tục làm tốt công tác chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, đảm bảo xử lý đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật.